một con máy cắt sắt đáng đồng tiền anh em. Này là cái model mà vừa được ra mắt giữa tháng 9 ha. Hôm nay mình lên sóng cái model này. Thương hiệu của Dekton anh em. Đây là cái model là DKCS 2950 Blood ha. Quay sát vào đây em trai. Đó ha. Đấy, con này là cái mẫu mà mẫu hot nhất thị trường, điện 220. Đấy, motor là 2950 3,8000, tức là 3800 vòng trên phút. Đấy, cắt góc 45 độ ha. Lưỡi là 355. Đấy, máy có trọng lượng là nguyên cái bao bì là 20,3 kg. Đấy, bảo hành chính hãng của Dekton là 6 tháng đi kèm có lưỡi ha. Dekton của là chính hãng luôn ha. Đây, máy đây anh em. Anh em thấy là mình cũng cân lên này. Đấy, máy nó gần 19,5 kg rồi. Máy rất là nặng ha. Chắn bảo vệ an toàn, tay nắm dài rất là lực ha. Đấy, về cái phần khung sườn này. Cái đế của nó rất là dày dặn, chắc chắn. Dây nguồn được tạo lên là 5 mét dây nguồn. Đấy, logo Dekton quấn lại sau khi sử dụng ha. Khóa mở thông minh ha. Đây, đây là cái khóa mở, đế rất là dày. Một con máy thật sự là rất là đáng đồng tiền. Bốn bên thì nó sẽ có những cái chân cao su chống rung ha. Rất là dày dặn. Lưỡi 355 này. Máy cực kỳ dày dặn luôn. Gần 20 kg nghe. Có lẽ trên thị trường mà những cái dòng máy cắt sắt mà tầm giá này thì thật chỉ có Dekton thôi. Máy chạy với vận tốc không tải cũng khá là êm luôn. Nhìn nó rất là chắc chắn anh em. Khóa mở thông minh. Đó. Tuyệt vời anh em ạ. Ha. Cam kết cho mình là máy này là máy hãng nhá. Là motor của nó là motor đồng 100% nhá. Phụ kiện đi kèm của máy thì luôn có sẵn cho anh em mình là. Đấy anh em, đóng gói cho một hộp xốp cũng rất là dày dặn. Nó kèm cho mình là một cái khóa mở lưỡi này. Đây, phụ kiện đi kèm. Đấy, khóa mở lưỡi đây. Một cái bổ trụ than này. Một cái sách hướng dẫn sử dụng và kèm logo của dòng Dekton. Đó. Nó khá là đầy đủ phụ kiện ha. Máy cắt sắt. Bây giờ thì mình sẽ test thử cho anh em trên sắt chữ Y, sắt dày nhá. Đấy, sắt dày để anh em trải nghiệm con máy này. Khóa mở này, thông minh. Đó. Quá đã luôn. Đấy, cắt thử cho anh em xem nhá. Anh em thấy không? Máy cắt như một cái cắt như kiểu mà cắt bằng lưỡi hợp kim luôn. Thấy không? Này. Đó, không ba vía. Sắc nét. Đó, một con máy phải nói rằng là rất là đẳng cấp nhá. Cắt nó đã, đặc biệt là anh em mà cắt sắt hộp thì càng dễ, càng xài càng dễ luôn. Đây là sắt dày nhá. Đây là sắt dày mà mình cắt thử anh em này ha. Nó cắt không thua gì một cái máy cắt hợp kim luôn. Đó, cắt đã ha. Trong các cái dòng máy cắt sắt thì hiện tại thì mình thấy là một trong những cái dòng máy cắt sắt của Dekton thì những cái model nào thì mình cũng thấy nó là rất chất lượng, phù hợp với cái túi tiền của anh em. Có nhiều anh em thì họ xài gia đình, họ sẽ sử dụng những cái dòng 2400W, 2600. Con này là 2950 Blood. Một cái model tuyệt vời anh em. Những cái dòng này thì để dành cho những anh em mà là dùng cái hạng nặng nhá. Anh em nào mà xài công trình á và muốn cắt một cái độ chính xác cao và cắt sắt dày á ha, thì anh mình chơi con này. Nó nặng tới 20 kg lận anh em, xài rất sướng luôn. Máy thì càng nặng thì cái độ cắt của nó không có rung, không có lắc ha. Cho nên là khi mà mình xài những cái máy chất lượng của chính hãng như của hiệu của Dekton này thì nó quá là tuyệt vời anh em. Với cái mức giá hiện tại chỉ còn có 2 triệu 300 ngàn. 2 triệu 300 ngàn là một con máy, cái model là DKCS 2950 Blood ha.
cái mẫu vừa ra mắt giữa tháng 9 này. Hôm nay mình lên clip, hôm nay cũng là ngày 29 tháng 9 năm 2023 rồi ha. Đó, coi như là máy thì được bảo hành, sản phẩm là 6 tháng bảo hành nhá. 6 tháng bảo hành của Rectone, cam kết cho mình là dây đồng 100% ha. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ, hãy alo trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình ha. Và anh em cũng biết rằng là với những cái dòng sản phẩm của bên em thì rất là nhiều, bên em thì có rất là nhiều ha, từ máy hàn, từ đồ khoan pin, tất cả những cái dòng máy rửa xe, rồi là máy cắt bàn, máy laser, một cái cửa hàng to lớn như của mình thì đã đủ uy tín với anh em chưa ạ? Với cái mức giá hiện tại, dòng máy cắt CS2950 Plus của Rectone thì giá là 2 triệu 300, như vậy là đến tận tay của anh em rồi ha, với cái mức giá quá tốt ha. Ngoài ra thì anh em có nhu cầu tư vấn thêm những cái dòng máy ở bên em thì anh em hãy liên hệ hai số hotline trên màn hình nhá. Hôm nay cũng là thứ sáu rồi, ngày 28 tháng 9 năm 2023. Có lẽ video mình đây sẽ kết thúc ở đây và sẽ hẹn gặp lại anh em video của ngày mai ha. Bây giờ thì xin chào anh em và hãy đăng ký kênh, nhấn nút like thông báo để ủng hộ mình những lần sau nha. Bye bye anh em.